Đây là chuyến lưu diễn cá nhân của thần đồng guitar Hàn Quốc, nằm trong loạt các chương trình biểu diễn vòng quanh thế giới khi Sung Ha-jung mới 17 tuổi. Trở lại Việt Nam lần thứ hai, Sung Ha-jung đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Lần thứ ba đến biểu diễn tại Việt Nam, Sung Ha-jung đón nhận thêm nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, ba lần biểu diễn tại Việt Nam, thần đồng guitar Sung Ha-jung luôn mang lại cho khán giả chìm đắm trong những giai điệu cuốn hút của mình. Và âm nhạc của anh còn lan tỏa và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam để đam mê, theo đuổi và gắn bó với dòng fingerstyle guitar. Và trong chương trình Art World Thế giới nghệ thuật tuần này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về người nghệ sĩ trẻ này cũng như sức cuốn hút của dòng fingerstyle guitar. Năm thứ ba liên tiếp, nghệ sĩ 20 tuổi lưu diễn tại Việt Nam. Sự phấn khích và mong chờ của khán giả mỗi năm lại nhiều hơn trước. Một trong những mục đích chính mà thần đồng guitar Hàn Quốc Sung Ha-jung đến Việt Nam biểu diễn đó chính là để có thể thúc đẩy cái sự phát triển của dòng guitar mới nhất Việt Nam, fingerstyle guitar, để ngày càng phát triển tốt hơn, kết nối với cả cộng đồng fingerstyle guitar nước ngoài và đi lên chuyên nghiệp. Không hề có sự hỗ trợ của các hiệu ứng đặc biệt, sân khấu của Sung Ha-jung cực kỳ tối giản. Một người nghệ sĩ, một cây đàn, tuy chỉ có vậy nhưng đã tạo nên một không gian âm nhạc nhiều cảm xúc. Chỉ với một cây guitar thôi, nhưng nghệ sĩ trẻ đã tạo ra âm thanh như của cả một dàn nhạc với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Đó chính là nhờ kỹ thuật chơi fingerstyle đẳng cấp. Mặc dù là một chàng trai rất là nhút nhát bên ngoài nhưng mà khi lên sân khấu thì cậu ấy biểu diễn rất là tự tin cũng như là tập trung, lôi cuốn. Và lần biểu diễn nào của Sung Ha-jung đều khiến cho mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn. Khi anh ấy chơi thì anh ấy không chỉ chú trọng vào những kỹ thuật mà anh ấy còn truyền tải cảm xúc cho người nghe. Và khi biểu diễn anh ấy rất hay tương tác với người nghe bằng ánh mắt, nụ cười. Mình nghĩ là một trong những cái giây phút mà hạnh phúc nhất cuộc đời mình đó chính là được đứng trong cánh gà và lắng nghe Sung Ha-jung chơi bài Flaming. Sung Ha-jung không chỉ nổi tiếng trong vài năm trở lại đây mà anh được nhiều người biết đến cách này cả thập kỷ. Từ khi chiếc đàn guitar còn lớn hơn cả người cậu bé, Sung Ha-jung sinh ngày 2 tháng 9 năm 1996, được mệnh danh là thần đồng guitar Hàn Quốc, khi có thể chơi thành thạo loại nhạc cụ này ngay từ lúc chỉ mới 5 tuổi. Ước mơ của Sung Ha-jung là được trở thành nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp. Anh cover nhiều bài hát nổi tiếng như Happy New Year, Billie Jean, Yesterday One More, đồng thời sáng tác và thể hiện nhiều tác phẩm ấn tượng như Fly Like the Wind, Tree in the Water, Irony. Đối với các quốc gia có nhiều người hâm mộ, tôi luôn cố gắng quay trở lại. Và tôi có một số lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam. Tôi được các bạn chào đón nồng nhiệt.
Sung Ha Jung mau chóng trở thành triệu phú YouTube khi những clip đăng tải trên mạng nhanh chóng đạt được hàng triệu lượt view. Cho đến nay, tài khoản YouTube của Sung Ha Jung đã có gần 4 triệu lượt fan đăng ký theo dõi. Trong số đó, bản cover nhạc phim Cướp Biển Vùng Caribe thu hút được nhiều sự chú ý nhất với trên 49 triệu lượt xem. Lời khuyên cho các bạn chơi thể loại này là đầu tiên hãy cover lại các bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng, vì bản thân tôi đã làm như thế và tôi đã tiến bộ rất nhanh. Tiếp theo các bạn hãy đặt ra hạn mức tập luyện cho mình, như tôi đặt ra mỗi ngày tập 6 tiếng và tôi luôn cố gắng đảm bảo mức đó. Và điều đó đã giúp tôi tiến bộ nhanh và các bạn hãy ghi nhớ điều này. Thành công với guitar đã mang lại cho Sung Ha Jung nhiều cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ của Hàn Quốc mà trên khắp thế giới. Năm 2013, danh ca người Mỹ Jason Mraz vì quá ấn tượng với bản cover I'm Yours của Sung Ha Jung nên đã mời chàng trai góp mặt trong live show của mình tại Hàn Quốc và dành những mỹ từ cho anh như cậu ấy là một anh hùng và đã cho ca khúc của tôi một đời sống mới. Open up your mind and see like me. Open up your plans and man, you're free. Look into your heart and you'll find love. Bắt đầu từ album solo đầu tay Perfect Blue vào năm 2010. Cho suốt từ đó tới nay, mỗi năm Sung Ha Jung đều cho ra đời một sản phẩm âm nhạc mới. Thưa quý vị và các bạn, Sung Ha Jung hiện là một trong những đại diện châu Á xuất sắc của dòng fingerstyle guitar và anh đã có cơ hội đi lưu diễn tại rất nhiều nơi trên thế giới. Trên trang web cá nhân của Sung Ha Jung cũng dễ dàng bắt gặp những dòng lưu bút tha thiết của rất nhiều khán giả hâm mộ từ nhiều nơi trên thế giới mong muốn anh hãy đến với đất nước của họ. Và khán giả Việt Nam cũng đã rất may mắn khi Sung Ha Jung tới và biểu diễn tại đây. Và người nghệ sĩ trẻ này chính là nguồn động lực cũng như là cảm hứng của rất nhiều các bạn trẻ tại Việt Nam để họ đam mê và theo đuổi với dòng fingerstyle guitar. Nguyễn Hồ Nam hiện đang là học sinh lớp 11 của trường phổ thông trung học Thăng Long. Cậu được mệnh danh là Sung Ha Jung Việt Nam vì ngoại hình khá giống cùng khả năng chơi fingerstyle khá tốt. Bắt đầu từ năm lớp 8, Nam được mẹ khuyến khích chơi guitar vì mong muốn con mình có một sở thích lành mạnh. Càng tập, Nam càng yêu guitar và học chăm chỉ hơn. Chơi guitar cổ điển, nhưng cho đến khi nghe bản nhạc Cướp Biển Vùng Caribe, Nam thực sự cuốn hút bởi kỹ thuật và cách chơi mới lạ của cậu bé Sung Ha Jung. Nam đã bắt đầu tìm hiểu về fingerstyle guitar. Sung Ha Jung nó đặc biệt thế nào đấy, theo một cách riêng luôn. Đấy làm cả em cuốn hút. Cả lúc nãy chị có hỏi là việc chơi guitar có ảnh hưởng gì đến việc học của em không ấy, thì có một khoảng thời gian mà vì quá đam mê guitar thế nên là em đã bị sa sút việc học. Nhưng mà sau đợt đấy thì em đã cố gắng để điều chỉnh về thời gian lẫn cả chơi đàn và cả học. Thế nên bây giờ là tình hình học vẫn tốt mà vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình.
Sung Ha-jung có ảnh hưởng đặc biệt tới Nam trong việc chơi guitar, lấy thần tượng làm động lực, nên những bài guitar mà Nam thích và tập theo đều là những sáng tác hoặc chuyển soạn của Sung Ha-jung. Kết quả là tại giải Fingerstyle Guitar toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức, Nam là thí sinh nhỏ tuổi nhất, khi đó mới 14 tuổi, đã nhận được giải thưởng Sung Ha-jung. Thì năm đó thì bọn mình cũng rất là may mắn là bọn mình đã liên hệ với quản lý của Sung Ha-jung và đề nghị được tài trợ cho giải thưởng mang tên Sung Ha-jung trong cuộc thi, và đã được chị Đi Kim, quản lý của Sung Ha-jung, chấp nhận. Khi mà đọc đến tên em thì lúc đấy là em cũng không nghĩ là em sẽ được giải đâu. Lần đấy thật sự là em rất bất ngờ, và tối hôm đấy về còn sướng điên lên không ngủ được, tí khóc. Thằng ngày xem video Sung Ha-jung này với cả tự tập đàn thì nó làm cho em cảm thấy vui vẻ hơn và còn tự tin hơn nữa. Khi Nam bắt đầu học fingerstyle, cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, đều không tránh khỏi những khó khăn ngỡ ngàng. Chơi fingerstyle đòi hỏi sự linh hoạt của đôi tay cũng như kỹ năng di chuyển điêu luyện trên đàn. Đây là cách chơi guitar mới, chưa phổ biến tại Việt Nam, mặc dù thể loại này đã có mặt trên thế giới cách đây khoảng 30 năm. Họ chỉ có thể học phổ biến trên các trang mạng, và các clip của Sung Ha-jung đã trở thành nguồn tư liệu cũng như tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam. Cái fingerstyle này thì mình cũng tập được khoảng 3 năm rồi. Thì mình biết về Sung Ha-jung từ năm thứ nhất. Khi mình tập được một năm thì mình xem được cái clip Cướp Biển Caribe của bạn ấy, và mình thấy kỹ thuật của bạn ấy khá là ấn tượng. Và từ đó mình tìm hiểu rất nhiều về fingerstyle. Mình thích Sung Ha-jung bởi vì các cái kỹ thuật cậu ấy sử dụng trông rất bắt mắt và thế tay cậu ấy trông rất đẹp. Tức là khoảng 2 năm rồi thì bản nhạc đầu tiên mà mình nghe của Sung Ha-jung đấy là Flaming. Thì ngay từ lần đầu tiên nghe mình đã bị cuốn hút bởi các cái kỹ thuật cũng như là giai điệu của bài hát đấy. Những buổi luyện tập và trao đổi của các bạn có chung sở thích với fingerstyle guitar đã trở nên thường xuyên hơn. Thể loại guitar hiện đại, âm nhạc với giai điệu trẻ trung, fingerstyle đã mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới về cây guitar thùng, cũng như tạo nhiều cảm hứng cho người chơi. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ guitar trẻ thần tượng như Sung Ha-jung đã khiến fingerstyle trở nên phổ biến hơn. Tình yêu và niềm đam mê của các bạn trẻ có thể thúc đẩy và phát triển nghệ thuật guitar ở Việt Nam ngày một phong phú hơn. Quý vị và các bạn, hy vọng rằng những giai điệu fingerstyle của Sung Ha-jung sẽ còn mang lại tình yêu và truyền nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ hơn nữa. Đến đây thì chương trình Art World Thế giới nghệ thuật cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.